Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 025 Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến ST khó Và ST khó lại liên quan đến ST của Phelon Để nhận ra dấu hiệu có ST của Phelon không có gì khó khăn cả Các em nhìn thấy ngay là đề thi người ta không hề có từ nào là từ mạch hở hết Các em có ST là đơn chức X, ST2 chức Y Không nhắc đến chút nào về mạch hở cả Như vậy nghi ngờ là ST của Phelon có sẵn lúc này rồi Et đơn chức thầy ký hiệu là e1, et 2 chức y thì ký hiệu là e2, số mol tổng là 0,06. Thầy quy đổi luôn thành c, h2 và oxy. Khi thực hiện phản ứng với lại oxy thì số mol oxy biết sẵn rồi là 0,45. Sản phẩm là co2 và nước cũng biết số mol sẵn rồi. Co2 các em tìm ra, chia ra thì số mol các em tìm được là 0,46. Lước các em chia ra là 0,18. Như vậy kết quả thầy bảo toàn carbon thì C là bằng 0,46. HD bằng 0,18 và oxy thầy dùng bảo toàn nguyên tố oxy thì bằng 0,2. Đó. Tiếp tục, thí nghiệm số 2 người ta lấy 0,03 mol tức là lấy một lửa. Thì kết quả thầy có khi lấy một lửa thì kết quả thầy có 0,03 mol hỗn hợp gồm có C của thầy chia đôi là 0,23 H chia đôi là 0,09 Và oxy chia đôi là 0, Ở đây thầy có là 0,1 mol Đó. Thế thì bài toán này là bài toán người ta thực hiện phản ứng với NaOH có từ vừa đủ rồi NaOH là bằng 0, bao nhiêu? 0,1 mol Như vậy để nhận xét sau đây thì các em nhận thấy ngay như sau thầy tìm ngay được số mol E1 và E2 E1 và E2 tiết đến ngay về số mol làm sao biết được về số mol thì không có gì khó khăn cả à, các em xử lý như sau thứ nhất ở đây thầy có là số mol là 0,03 trong khi đó số mol COO của thầy COO của thầy là 0,05 như vậy vinh giữa 0,05 và 0,03 này đó, độ vênh về COO đó thì chính là số mol của st 2 trước như vậy thầy có là 0,02 mà tổng là 0,03 thì suy ra thằng này của thầy sẽ bằng 0,01 đó và các em có một cái quan trọng nhất nhận xét ở đây nó là gì số mol của NaOH số mol OH đó bằng đúng là 2 nhân với 0,01 cộng với 4 nhân 0,02 luôn tức là gì tức là kết luận là Eté số 1 của thầy cũng tỷ lệ 1 chia 2 mặc dù là đơn chức este số 2 hai chức tỷ lệ là hai chia 4 1 chia 4 ở đây là một 4 này như vậy chứng tỏ rằng là st này ST là hai chức đều chứa hai chức phelon Như vậy, kết quả là thầy có là gì cả hai ST cả x và y đều chứa chức ST của phelon chứa COO của phelon đó như vậy sau khi nhận xét xong rồi thì việc đầu tiên thầy tìm ra giá trị trung bình xem có chặn được nghiệm không. Thì thầy có C trung bình của thầy bằng 0,23 chia 0,03. Kết quả bằng 7,7, xấp xỉ 7,7. Như vậy thầy tìm ngay được một ST có 7C chứa gốc C6H5 là ST này, HCOO C6H5, số mol bon là 0,01. ST số 2 là st 2 trước, thầy không biết nó là bao nhiêu cả CXHIO4 đi, Lý do vì sao thầy không biết bởi vì ở đây có thể xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là ST2 chức này lấy từ hai hai gốc phenol đơn chức hoặc lấy từ một gốc phenol nhưng là hai chức, thầy chưa hề biết. Do đó thầy phải tìm ra C và H thì thầy mới tìm được suy luận được nó là cấu tạo như thế nào. Thì ở đây thầy có số mol của nó là 0,02 rồi. Để tìm C và H thầy bảo toàn C. Bảo toàn C bởi vì thầy biết tổng C là 0,23 rồi thì các em tìm ra x của thầy c bằng 8. Bảo toàn h, bảo toàn h thì các em tìm ra y của thầy bằng y của thầy bằng đây thầy gọi là bằng 6. Vậy công thức của thầy ở đây ST số 2 là C8 H6 O4. Như vậy nó chỉ có thể lấy từ đó là phelon hai chức mà thôi và thầy gọi là HCOO tất cả hai lần C4 C6 H4. Đó, đây là phelon hai chức và đây là muối duy nhất thỏa mãn vậy đây là este duy nhất thỏa mãn của nó như vậy kết quả thầy có đây là cái gì số mol là 0,02 hỗn hợp muối đề thi hỏi muối kem có các muối sau muối số 1 là HCOONA số mol là 0,05 muối thứ hai là C6H5ONA số mol là 0,01 và muối thứ hai là muối C6H4ONA tất cả hai lần Số mol là 0,02. Đề thi yêu cầu tính phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong Z chính là thằng này. Như vậy các em tính được phần trăm khối lượng của nó tương ứng, các em bấm ra kết quả bằng là 40,31%. 40,31% và đáp án gần nhất của thầy đây phải là đáp án A, 40%.